Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em về thêm được là cái cụ loa 30 đến từ thương hiệu là BNC, nhưng mà con này là Trung Quốc. Và cái này là cụ loa đồng trục, bát là côn 76, tép là côn 74.4. Đây là côn loa tép này, dây dẹt, nhôm dẹt. Nhôm dẹt kinh không. Đây là cái phần cụ cối này các bác này. Đấy. Chật. Em chưa từng thấy cái cụ loa từ thường nào mà gớm như này. Đây là cái viền nó dán đây rồi. Đấy. Con này thì viền của nó cạnh khe này là không có tráng đồng đâu nhá. Ở con này là cụ tép nó sẽ liền sau cụ loa bát. Và đây là cái khe thoát của nó này. Ba khe nhá. Ba khe thoát của nó tép. Đây là cụ nó, ốp của nó. Con này thì là cụ loa sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá, từ thường thôi. Đọc cái giá các bác sẽ kêu là sao đắt thế. Các bác thử mua một cái loa bát riêng, một cái loa tép riêng, các bác ghép vào xem là giá nó bao nhiêu. Cụ tép côn dây dẹt này, côn 74.4 mà dây dẹt như này, trên thị trường rẻ cũng phải là 1.800.000 một đôi, rẻ phải 1.800.000 một đôi, còn trung bình là tầm 2.000.000 nha. Cụ nó bát từ 190, côn 76 các bác mua thị trường rẻ nó cũng phải tầm 2.100.000 đến 2.200.000 một đôi, đúng không ạ? Rẻ cũng phải 2.100.000 đến 2.200.000 một đôi, còn trung bình là tầm 2.400.000 đến 2.800.000 tùy từng loại. Chúng ta sẽ tính đến cái phần hiệu quả của cái dòng này. Hiệu quả thì đầu tiên đó là hai cụ loa nó nằm trong một. Và góc mở của loa tép thì mặc định là góc mở 80 độ. Mặc định là 80 độ tròn nhá. Đấy. Cụ loa này thì cực kỳ hợp lý với các bác làm ở live show sự kiện tiệc cưới mà yêu cầu một cái loa ấy, nó không có bị góc hụt, nó không có bị góc hụt nha. Như thường thường em sẽ lấy ví dụ bằng cái họng kèn để các bác sẽ biết là cái góc hụt là nó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái họng kèn của các dòng như là 75, 725. Kèn này có góc mở là, đây em sẽ để luôn đây nhé. Góc mở trái phải, góc mở ngang, góc mở trái phải này là vào 75 độ. Góc mở lên trên xuống dưới này. Đấy, lên trên xuống dưới này là có 50 độ. Đây là dòng phổ thông nhé. Còn một số dòng kèn đặc biệt nữa thì em sẽ lấy ở đây. Đây, kèn này là kèn 50 vuông. Đấy, 50 x 50, tức là chiều này 50 độ, mà chiều này 50 độ, nhưng không có cái điểm này. Đấy, điểm này nó sẽ là chéo. Đấy, điểm này là điểm chéo này. Còn có một cái loại kèn đặc biệt nữa, nhưng mà không biết là em còn hay không. À có, rất nhiều. Đây em tiện em lấy luôn cho các bác. Em quay luôn cho các bác xem. Có rất nhiều luôn. Hiện tại em đang có số lượng ối ối luôn ở đây. Để các bác hình dung và biết được cái họng kèn của nó sẽ quyết định rất nhiều. Kèn này là kèn 90-60. Đây em đặt tạm đây và bóc ra luôn cho các bác xem nhé. Kèn này là kèn 90-60. 90-60. Đây là cái kèn 90-60. Đấy, nó gần giống với 50-75. 90-60. Kèn này thì nó có định hướng là 90-60. Vì có bác xoay này thì là 60-90. Đấy. Để này thì góc mở trái phải 90 độ, nên trên xuống dưới 60 độ. Như cái cụ nó bát này này thì là nó không có góc, không có góc nào vào gọi là góc góc định hướng, gọi là định nghĩa. Như cái này thì nó có gọi là định nghĩa này. Cái này thì nó không có góc chết. Không có góc chết, nó gọi là có góc thay đổi thôi, không có góc chết. Các bác treo ngang được, treo dọc được với cái kèn này. Đấy. Còn như hai cái kèn này thì nó có góc chết ở góc này. Đấy, đây là góc chết này. Nó sẽ bị hụt. Cái này cũng thế này. Đấy. Như cái củ loa này thì nó cũng giống như cái kèn kia kìa. Em giải thích nha, giống như kèn kia kìa. Nó không bị góc chết. Tức là các bác nghe xung quanh ria này,
đều như nhau hết, 360 độ. Tính từ đây là 0 độ này, đấy, chạy một vòng lên đây là 360 độ này, đấy. Thì nó không có bị góc nào của nó góc chết. Đây là cái điểm đặc biệt của các dòng loa đồng trục. À, có cái dòng loa đồng trục ấy là nó sẽ có luôn một cái phễu kèn ở trong đây này. Thì là kèn đó nó có hai kiểu kèn nha. Một là kiểu kèn quay tròn, tức nó không có góc bếp, góc bóp như này như kia. Nó có góc bóp như thế này này, nhưng mà nó sẽ không nộ như thế này, nó chỉ hơi bóp tí thôi. Đấy. Thì kèn đó là gọi là kèn 60-90, tức là có kèn kèn nhựa, kèn cộng hưởng ý, thì là nó sẽ giúp âm thanh nó phóng xa hơn, đẩy tiếng nó xa hơn, đấy, nén tiếng lại, tức là cho tiếng nó phóng xa và rõ ràng, nó tập trung hơn. Còn như cái loại này ý, thì là monitor, tức là không có định hướng, cái băng giống như là một cái củ loa tép. Em sẽ lấy ví dụ như cái củ loa tép này đi, các bác để này thì âm thanh nó phát toán loạn lên, nó giống như kiểu là cái bóng đèn này. Đấy. Khi cái bóng đèn này các bác cho qua một cái gọi là cái phễu hay là một cái gọi là chụp, thì là gọi là đèn nó định hướng mà nó sẽ tập trung, mà chụp ý, mà nó có phản xạ tốt ý, thì nó không khác gì như một cái họng kèn này. Đấy, họng kèn nó sẽ giúp là phản xạ âm thanh. Thì những cái bóng đèn này này, nếu như các bác có một cái chụp ý, mà nó có một cái góc gọi là góc phản xạ tốt ấy, cường độ sáng nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Thì tương đương với đó là cái họng kèn kia nó sẽ giúp cái độ nhạy của củ loa tép nó sẽ cao hơn và to hơn. Đây là một cái điểm đặc biệt mà rất là ít cái củ loa, mà cực kỳ ít người hiểu về củ loa để mà nói với các bác. Những cái thông số này em tìm hiểu được trên website của bên cung cấp, và so với của hãng thì chênh lệch của nó là không quá nhiều. Có một cái là cái chất lượng âm thanh của nó sẽ khác với của hãng khá nhiều rồi. Còn độ nhạy thì tương tự như nhau, có thể là cộng trừ 1 dB thôi. Như độ nhạy của hãng công bố là củ loa Bass là 108 dB. À đâu, độ nhạy của Bass là 98 dB. Củ tép, tức là nó tép thì nó sẽ độ nhạy là 106 dB. Đấy, tức là nôm loa, cái loa này khi khớp với phân tần mà làm đáp tuyến đẹp, gọi là đẹp và chấp nhận được, thì độ nhạy của nó sẽ là vào 99 dB. 99 dB các bạn nha, 99 dB. Và công suất của con này là công suất của nó bát là vào hình như là 500W được phải, 500 hay 600W à đâu, 350W công suất khởi chạy, công suất chương trình 700W, công suất đỉnh điểm là 1400W đấy, với củ nó bát. Củ nó tép là 80W và công suất chương trình là 160W, công suất đỉnh điểm là 320W với củ nó tép. Thì đây là cái côn nó tép này. Đấy. Côn này thì nó chỉ có là vào 80W thôi. Còn như thế này mà dây tròn thì nó chỉ vào có 60W thôi. Đấy. Thì đây em chia sẻ luôn cho các bác là loa đồng trục nó như thế nào. Thì bây giờ là đến cái phần giá. Giá này thì em thật ra ở là không muốn kể. Em đã phân tích cho các bác mua cái loa này nó lợi thế hơn là các bác đi mua một củ bát và một củ kèn. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ nói lại về cái củ bát và củ kèn kia. Như cái bát này trên thị trường, nếu như bát như thế này trên thị trường, nó vào khoảng tầm 2,2 triệu đến 2,5 triệu trên một đôi, từ 109 côn 76. Và củ tép nếu mà dây dẹt như thế này, giá thị trường cũng phải tầm 9,9 triệu đến 2 triệu. Tức là nôm na nó là vào hơn 4 triệu trên một đôi củ bát mua rời, củ tép mua rời. Chúng ta sẽ bỏ qua đi nhá. Con này là loa, nó liền một khối này, có một nam châm thôi. Được chưa? Cái này còn nó có một nam châm thôi. Nên là nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí của một cái củ nó củ nam châm nữa. Nó đắt là cái tiền củ nam châm, chứ còn thật ra là các này nó không đắt lắm đâu. Nếu như thế này, các bác mua thị trường bát rời, tép rời thì là nó vào hơn 4 triệu một đôi. Còn nếu như loa đồng trục này, em bán cho các bác mức giá rất tốt, 3,7 triệu một đôi bao ship. 3,7 triệu một đôi và bao ship. Củ loa có như vậy. Đấy, củ loa này là củ Trung Quốc. Rõ ràng là tép là con dây dẹt, nhưng mà em vẫn chưa được ưng ý lắm. Với cái mức độ còn sản phẩm như này thì chưa được ưng ý lắm. Cái này thì bán nó không có phân tần đúng nhá, các bác về tự căn chia và làm phân tần. Hôm nay là video giới thiệu qua và giải thích cho các bác là cái củ loa đồng trục như nhà, cái củ loa này có điểm đặc biệt là nó không kén góc mở.
Ví dụ các bác để thế này nghe được, các bác đứng như này cũng nghe được, mà các bác như thế này cũng nghe được, cũng nghe thấy tiếng tép mà nó đánh hay nó chi tiết. Còn nếu như góc mở xa của nó thì nó chỉ có vào tối đa 15 mét đổ về. Tối đa 15 mét đổ về với cấu hình như thế này. Còn các bác nếu mà nắp vào thùng ấy cái thùng của các bác là còn có các kiểu vách cộng hưởng nữa thì nó có thể giúp cho cái tiếng này nó đi xa hơn được nữa. Nhưng không, ưu tiên nó chỉ tầm 15 mét đổ về thôi. Làm gì cũng có cái loa nào mà 15 mét đổ về mà nó kêu to như thế, đúng không ạ? Đấy, cái này thì nó là một điểm đặc biệt. Thì đây em cũng kể luôn nhá, con này nó sẽ rất phù hợp với các bác nào làm loa kiểm tra sân khấu, monitor. Bởi vì nó không có góc, gọi là góc hụt, không có góc khuyết, không có điểm chết. Mà cái tiếng của nó khi các bác đứng riêng này nghe hay, mà các bác đứng như thế này cũng nghe rất là hay. Tức là cái pha và cái thông số đáp tiếng của nó gần như là đồng đều tại các điểm. Tức là nó hiệu quả trong góc độ này, ví dụ thẳng chính giữa này xuống là 0 độ này, chéo này là 80 độ này, tối đa là được 80 độ với cái củ loa như thế này. Đấy, thì đây là cũng một sự lựa chọn rất là hoàn hảo với các bác làm monitor. Sắp tới em sẽ có cả thùng của cái này nhé, thùng của cái bát này luôn. Giá hiện tại là 3,7 triệu. Đấy, các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Đây là côn loa tép này, riêng cái côn này thôi các bác mua thị trường đã vào 400.000. 400.000 ấy, không phải chuyện đùa đâu. Côn xịn, côn là côn xịn, côn tép thì xịn, chứ còn củ nam châm nó bát thì em không đánh giá cao lắm, nói luôn đấy. Đây còn cái này thì em không nói nhé, côn này thì thôi không tính luôn. Côn này dây nhôm này, nhôm kiểu nhôm vàng đấy, mới là nhôm cao cấp. Còn nhôm mà nó theo kiểu cái màu kia thì em không đánh giá cao đâu. Có thì thay thế rồi, còn không thì thôi. Đấy. Con này là củ nó tép này. Đấy. Em nhắc lên được các xem nhé. Dây này nó mới là chất. Dây này thì không phải là nó là đắt, mà là dây này nó mới là chất. Nó mới đúng chất của cái dòng dây dẹt. Tiếng cực hay. Tiếng cực hay. Đấy. Đây là cái ốp của nó này. Ốp bằng nhôm. Ốp bằng cái gọi là hợp kim nhôm. Đấy, ok. Video tạm thời đến đây nhé. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.